Ngoài lá thì trái của loại cây này cũng giúp ích cho cuộc sống người dân vùng đất này rất nhiều. Cho nên việc thu hoạch trái dừa nước cũng được bà con ở đây rất quan tâm. Cây dừa nước còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người vùng sông nước Cửu Long. Không kể là nước mặn hay nước lợ, nơi nào có kênh rạch, nơi đó có dừa nước mọc lên xanh tốt, dương xa. Cây dừa nước gắn liền với đời sống người dân Bến Tre từ bao đời nay. Khai thác dừa nước là một truyền thống lâu đời của người dân nơi đây. Và đối với những gia đình khó khăn thì công việc đi hái trái dừa nước chính là nguồn thu nhập chính. Thường sau những mùa mưa chính là lúc cây dừa nước cho những trái ngọt, cơm ngon. Đó là thời điểm bà con vùng này rong xuồng đi khắp những cánh rừng để tiến hành thu hoạch. Chiếc xuồng lặng lờ băng qua màn sương khói, cảnh sắc phía trước hiện ra như một mê cung huyền ảo. Cả cánh rừng dừa vươn mình lên trên mặt nước, những tàu xanh cứ lắc lư như đang trêu đùa với gió. Càng đi sâu vào bên trong, cái sắc xanh ấy không mờ dần mà trở nên hun hút bất tận, trải ngàn xanh thẳm cả không gian. Cánh rừng dừa bỗng trở nên bí mật, những cây dừa trở nên bí mật như đang che giấu một kho báu khổng lồ. Cái kho báu ấy chính là hàng ngàn quầy dừa nước đang ẩn mình bên trong những đụm cây. Chiếc xuồng luồn lách qua những con đường rất nhỏ, đó là những con đường cho người dân tự tạo. Nguyên thủy của những cánh rừng dừa này xưa kia chẳng có đường. Khung cảnh này trước thật là hoang vu, cây cối rậm rạp tùm. Đây được xem là nơi sơn cùng thủy tận, nơi chẳng có một bóng người, chỉ là chốn cư trú của cò vạc, sếu, quạ, và dưới mặt nước là sự ngự trị của cá sấu. Mở đầu cho công cuộc khai phá, những con đường tự tạo đi sâu vào thung lũng dừa nước được hình thành. Qua nhiều tháng năm, qua bao mùa mưa gió, bao lần trái dừa nước khoác trên mình chiếc áo nâu sẫm đỏ, con đường được khai thông rộng thoáng dần ra. Mỗi lần rong xuồng vào rừng đều gặp vật cản, nhánh nhóc, nhành tre thì bà con phát dọn. Chính vì vậy mà cánh rừng thuở hoang vu bí hiểm ngày xưa đã xếp vào trang sách của một thời quá quãng. Bây giờ nó trở nên ngoan ngoãn, chấp nhận gần gũi, thân thiện với con người. Xem cách mở đường này, bỗng nhớ đến một câu nói nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn thật chí phải: trên trái đất vốn không có đường, đường là do người ta dẫm. Thật đúng vậy, cuộc sống mở đất của người dân vùng sông nước này ban đầu rất khó khăn. Họ phải sống rừng ngủ bụi để mở đường chinh phục đất đai. Những con đường khai mở cũng chính là con đường đời của họ, bắt đầu gắn bó với vùng sông nước Cửu Long này. Công việc đi hái dừa nước của bà con vùng quê Bến Tre thật vất vả. Họ phải leo lách qua từng ngóc ngách của cánh rừng. Khổ nhất là những buổi sáng ngâm mình trong màn sương ướt đẫm, rồi những khi trời đổ mưa, cả người ướt sũng, run bắn. Cái lạnh tái tê thường gợi cho người ta cái cảm giác lạc lõng, chơ vơ trong khung cảnh ngút ngàn thâm thẳm giữa cánh rừng xanh. Để chặt được một quầy dừa, phải leo mình lên từng bụi, từng lùm, có khi phải gồng mình vì những quầy dừa quá nặng, lắm lúc mất đà, lao xuống nước. Nhưng tất cả những điều đó, người dân nơi đây xem như là chuyện thường rồi. Cuộc sống vất vả, khó khăn đã trôi luyện cho họ một sự chịu đựng thật đáng khâm phục. Trẻ em ở vùng quê cũng rất chịu khó. Những hôm được nghỉ học, theo mẹ đi hái dừa để chia sẻ sự hiu quạnh và giúp mẹ đỡ vất vả hơn trong những cánh rừng nước hoang vu. Sống gắn mình với thiên nhiên, con người nơi đây rất biết ơn sự ưu ái của vùng đất đã ban tặng cho họ nhiều sản vật giá trị. Vậy nên, bên cạnh việc khai thác, họ cũng biết giữ gìn.
dù cho hàng trăm hàng ngàn quầy dừa được kết tràng lủng lẳng nằm như khoe da dịu mắt người thu hoạch, nhưng họ không khai thác ồ ạt hồ hởi, mà trước khi thu hoạch họ dùng dao thử và chỉ chọn những quầy dừa nạo mọng nước. Khi nguồn nước của kênh rạch bắt đầu chuyển sang màu sẫm ngầu, màu xanh của rừng dừa ngày một đậm, cánh rừng trở nên trầm tĩnh. Đó là những hình ảnh báo hiệu thời gian đang dần trôi về chiều. Lúc này, lồng xuồng cũng đã no tròn những quầy dừa nước. Nó bắt đầu từ biệt rừng dừa, quay mình thông thả trở về. Đây cũng là lúc các chủ thu gom đưa ghe đến mua để đem về dừa. Cứ mỗi quầy trung bình bà con bán được khoảng 5.000 đồng. Những đồng tiền đó sẽ được chắt chiu dành dụm để cho cái chữ của con mình tròn hơn và ngày một thêm nhiều. Đó cũng là ước mơ của bao người nông dân nơi đây, mong muốn một ngày nào đó con mình thành đạt và cái cảnh lặn lội trong rừng dừa chỉ còn là những kỷ niệm thân thương của những ngày tháng đã xa. Về Tây Nam Bộ, thú nhất là được tham gia tát cá đìa cùng với bà con. Đó là điều mà các Việt kiều về nước rất thích thú mỗi lần có dịp tới miền Tây. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nghề đìa cá rất phát triển ở Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, An Giang. Ở Bến Tre, gia đình nào cũng có đìa cá. Vì thế mà nghề này hoạt động phong phú như một thứ văn hóa. Nó có cả những kinh nghiệm bí truyền, bởi không phải đào đìa ở đâu, cá cũng rút về vào mùa nắng hạn. Người dân thường chọn vị trí làm đìa nằm trong khu bao ngạn trên phần đất của mình, gần những con kênh nhỏ. Đào đìa sâu từ 2 đến 3 mét, chiều ngang từ 5 đến 7 mét và dài tùy thuộc theo chiều dài của đất nhà mình, có đìa dài hơn 50 mét. Để tạo cho cá tôm vào trú ẩn, người ta làm bóng râm cho đìa bằng cách chặt các chà cây bỏ xuống và có hộ còn nhổ năng bông súng trồng thêm. Khi nước bắt đầu cạn, những con cá lớn khỏe mạnh búng lên khỏi mặt nước. Các thanh niên dùng này quen tay nên chỉ cần đưa vợt ra là hứng được. Cảm giác xuống đìa mò tôm cá thật khoái chí. Mỗi khi mò được thì thật là sung sướng tột cùng. Cái cảm giác lội bùn cũng rất đã. Vì thế mà người ta về miền Tây ăn chơi, nhưng lại thích đi lội bùn, dẫm sình là vậy. Các đĩa Bến Tre, tôm nhiều vô kể. Khi đĩa cạn thì tôm nằm cửa mình la liệt.